Hello, xin chào các bạn nha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ test kem trạm hàng Hako 936 nha các bạn nha. Thì trạm hàng này mình mua cũng được gần tháng rồi nha các bạn. Thì mình lúc trước mình có xài cái mũi hàng, mua có mấy chục nghìn thôi, nhưng mà nó hay bị hư á các bạn. Thì mình có lên Shopee á, mình có thấy cái con này nó chưa được 300 nghìn, mình mua về mình xài thử. Thì test qua gần cả tháng á thì thấy nó khá là ok nha các bạn. Thì máy của khi mình mua thì máy gồm có cái trạm với mũi hàng này nha các bạn, với cái đầu gác, cái mũi hàng đó. Thì máy mình xài khá là ổn định, nó cho nhiệt rất là nhanh nha các bạn. Thì sẵn đây mình sẽ test cho các bạn xem luôn. Bạn nào có thích á, muốn mua thì mình để đường link dưới phần mô tả nha các bạn. Thì con này nếu mà tính ra là giao 300 nghìn đi, vận chuyển tới nhà. Thì các bạn mua những cái mũi hàng này cũng 7-80 ngàn nha các bạn. Mà xài thời gian nó hư à. Rồi nó hư. Cái mũi này xài á, mình đã đánh bóng rồi, nhưng mà cuối cùng nó không được nha các bạn. Rồi nó hư cái sensor trong này. Sensor này bạn mua cũng 30-40 ngàn nha các bạn. Bạn thay vào thì không biết có bệnh hay không. Đó. Thì khi mà một mũi hàng mà hư á, mình cần nó không có cái để làm nha các bạn. Đó, thì mình quyết định đã mua cái trạm hàng mini này luôn. Rồi ok, thì để mình set up máy quay rồi mình test cho các bạn xem nha. Ok, thì mình sẽ mở cái máy lên. Thì nó có cái nút bên hông nha các bạn. Đó, bấm cái nút bên hông. Đó, thì lên đèn nha các bạn. Thì mình sẽ cho nó khoảng 400 độ nha các bạn. Đó, 400 độ. Là cái vạch nó màu vàng nha các bạn. Là 400 độ. Đó, độ C nha các bạn. Rồi. Để mình đặt máy quay test cho các bạn nha. Rồi, ok. Ở đây mình có chế một cái máy quạt để hút khói chì nha các bạn. Đây. Anh chị khá ngọt nha các bạn. Nóng rất nhanh. Này có cái quạt hút này, nó sẽ để bớt ảnh hưởng cái khói mà mình hút vào nha các bạn. Độc lắm các bạn ơi, khói chì nó độc lắm. Đấy mà nóng nhanh không? Nóng rất là nhanh nha các bạn. Anh Hàn thử cho các bạn xem nha. Này mình mới để 400 độ thôi nha các bạn. Thì ở đây nó cho mình là 480 độ C nha các bạn. Rồi. Nóng rất nhanh nha các bạn. Đây. Nó hàng. Nó mát ra mình xem. Đó. Dính rồi nha các bạn. Đó, mình buộc, mình nắm cầm dây điện này. Đó. Máy này nóng khá nhanh nha các bạn. Vì cái này mình có thể điều chỉnh được nhiệt độ nha các bạn. Đó. Tan chì nhanh lắm. Nói chung với giá khoảng 300.000 thì riêng mình cảm thấy ok nhé các bạn. Bây giờ mà mình mua những cái mỏ hàng mà cầm tay á, loại tốt tốt một xíu nó cũng hơn 100.000. Rồi mua này cho chắc nha các bạn. Để mình xài tốt hơn. Nếu mình có than điều chỉnh được nhiệt độ á, xài rất là tiện nha các bạn. Rồi sáng đây mình hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Thì khi á mà các bạn xài hàng xong á, mình để lâu á thì các bạn giảm cái nhiệt độ này về than nhỏ nhất nha các bạn. Đây. Đó. Các bạn giảm nó về than nhỏ nhất thì các bạn gắm mũi hàng này coi như là mình đang chờ trong quá trình mình thao tác đó nha các bạn. Thì mình đưa cái mức than nhiệt độ về nhỏ nhất để cho nó làm hơi hơi nóng cái mũi hàng của mình thôi. Để như vậy thì lúc nào cũng có nóng, mũi hàng của mình sử dụng nó bền hơn nha các bạn. Đó. Rồi thì nếu mà các bạn cảm thấy 400 á nóng quá, ít nóng quá thì mình tăng lên, nó có than nhiệt độ nha các bạn. Ở đây là số màu vàng á thì nó sẽ là độ C, còn màu trắng á là độ F nha các bạn. Rồi ok nha các bạn. Rồi các bạn nào muốn mua cái trạm mini này thì mình để đường link dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn xem video tới giây phút này nha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình có những video nào mới nhất nó sẽ thông báo cho các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn nha.